Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tin bão Noru và các chỉ đạo ứng phó. Dự báo khoảng tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4. Trong 48 đến 72 giờ tới, bão Noru di chuyển nhanh và đi vào đất liền, khu vực Trung Trung Bộ. Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan trung ương về phòng chống thiên tai liên tiếp ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo ứng phó cơn bão nguy hiểm này. Bão Noru giật trên cấp 17, di chuyển nhanh vào Biển Đông. Hồi 19 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ vĩ Bắc, 121,6 độ kinh đông trên khu vực phía đông nam đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, từ 134 đến 166 km một giờ, giật cấp 16. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km đi vào Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc, 116,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, từ 134 đến 149 km một giờ, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,5 đến 20,0 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 113,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km và có xu hướng mạnh lên. Đến 19 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ vĩ Bắc, 111,6 độ kinh Đông trên vùng biển phía tây nam quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền Đà Nẵng, Bình Định khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, từ 134 đến 166 km một giờ, giật cấp 17. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,0 đến 20,0 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 107,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km đi vào đất liền, khu vực Trung Trung Bộ. Đến 19 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ vĩ Bắc, 106,9 độ kinh Đông trên khu vực biên giới Việt Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/giờ, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, 9, sau tăng lên cấp 10, 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, 13, giật cấp 16. Sóng biển cao từ 6 đến 8 mét. Vùng gần tâm bão sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 20 đến 25 km/giờ, cường độ suy yếu dần. Cảnh báo mưa lớn ở Trung Bộ và Tây Nguyên. Từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 9, ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định và Tây Nguyên có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150 đến 300 mm một đợt, có nơi trên 350 mm một đợt. Từ đêm ngày 27 đến 30 tháng 9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150 đến 300 mm một đợt, có nơi trên 350 mm một đợt. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn cấp ứng phó bão Noru, triển khai các biện pháp khẩn trương quyết liệt nhất ứng phó bão Noru bão số 4. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan và các địa phương liên quan tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 4, bão Noru. Công điện nêu rõ, cơn bão có tên quốc tế Noru đang tiến vào Biển Đông và sẽ trở thành cơn bão số 4 hoạt động trên Biển Đông từ đầu năm 2022. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi vào Biển Đông, bão số 4 có thể vẫn duy trì sức gió rất mạnh cấp 13, 14, giật cấp 16. Khi đến Nam quần đảo Hoàng Sa, khi vào gần bờ có thể vẫn mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh,
tốc độ di chuyển nhanh, dự báo từ ngày 26 tháng 9 bão gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển giữa và bắc Biển Đông. Chiều tối ngày 27 tháng 9, bão Noru sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền khu vực Trung Bộ, trọng tâm là từ Quảng Trị đến Bình Thuận, gây mưa lớn tập trung ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên. Để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất, trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau. Căn cứ diễn biến bão Noru, các địa phương chủ động cấm biển, cho học sinh nghỉ học. Thứ nhất, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ sau bão, dự báo, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động ứng phó phù hợp. Thứ hai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đình hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão lũ, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, phân công lãnh đạo triển khai lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở, căn cứ diễn biến và dự báo bão, ban hành lệnh cấm biển, cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn, khẩn trương rà soát, kiểm đếm, hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tránh trú, bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, rà soát kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ ảnh hưởng của sóng lớn, ngập sâu, sạt lở, trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, khu dân cư có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét, chỉ đạo hướng dẫn việc chằng chống, bảo đảm an toàn nhà cửa, trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trước và trong khi bão đổ bộ và mưa lũ, triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, tàu thuyền, hệ thống điện. Thứ ba, các bộ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các địa phương chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, tàu thuyền, hoạt động thủy sản, hệ thống điện, đảm bảo an toàn đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. Thứ tư, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với địa phương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền vận tải hoạt động trên biển, vùng cửa sông, trên sông, đặc biệt lưu ý những khu vực đã từng xảy ra các sự cố tàu vận tải khi có bão lũ, phối hợp với Bộ Công an và các địa phương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến cao tốc, các trục giao thông chính. Thứ năm, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hệ thống hạ tầng thông tin, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với bão, lũ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai trong mọi tình huống. Thứ sáu, các bộ xây dựng, y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch và các bộ ngành khác có liên quan theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo phối hợp với các địa phương triển khai kịp thời hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 4 và mưa lũ do bão, đặc biệt lưu ý công tác đảm bảo an toàn cho học sinh, khách du lịch khi xảy ra bão lũ. Thứ bảy, Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan theo dõi sát tình hình, chủ động liên hệ với các quốc gia, vùng lãnh thổ tạo điều kiện cho người dân và tàu thuyền của Việt Nam vào tránh trú bão khi có yêu cầu của địa phương, sẵn sàng lực lượng phương tiện sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn. 8. Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo Quân khu 4, Quân khu 5 và các đơn vị đóng trên địa bàn rà soát phương án, chủ động triển khai lực lượng phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, sẵn sàng sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. 9. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương tiếp tục theo dõi, đưa tin kịp thời chính xác về diễn biến bão, lũ, công tác chỉ đạo ứng phó của các cấp ngành để nhân dân biết chủ động phòng chống. 10. Giao Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức trực ban, nắm chắc tình hình, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, địa phương triển khai công tác ứng phó cụ thể sát với diễn biến của bão, mưa lũ, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền. Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, còn phức tạp khi đi vào Biển Đông. Sáng ngày 24 tháng 9, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức họp trực tuyến thảo luận về diễn biến cơn bão gần Biển Đông Noru và tình hình mưa lớn, lũ ở miền Trung. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường chủ trì cuộc họp.
Tại cuộc họp, các chuyên gia nhận định cơn bão Noru là một cơn bão mạnh với cường độ có thể đạt cấp 11-12, tốc độ di chuyển nhanh và phạm vi ảnh hưởng rộng lớn cả khu vực Trung Bộ và còn phức tạp khi đi vào Biển Đông. Các chuyên gia cũng lưu ý các khu vực ven bờ theo dõi cập nhật liên tục các bản tin khi bão. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường đề nghị Trung tâm Dự báo tiếp tục theo dõi chặt chẽ, cập nhật liên tục những thông tin mới nhất về cơn bão Noru, để các đơn vị có phương án ứng phó kịp thời khi bão vào Biển Đông, khu trú các khu vực trọng điểm ảnh hưởng của cơn bão này. Phối hợp chặt chẽ với các ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng, cập nhật các thông tin ứng phó và các phương án tổ chức di dân khi bão gần bờ. Các đơn vị Tổng cục Khí tượng Thủy văn đảm bảo hoạt động trạm quan trắc ổn định từ hệ thống trạm đo gió, radar, đường truyền và xử lý số liệu thông suốt đảm bảo phục vụ công tác dự báo cảnh báo, tiếp tục theo dõi và tổ chức các phiên thảo luận trực tuyến tiếp theo về diễn biến của cơn bão. Vừa rồi là thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!